Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang khả năng mưa to, có nơi mưa rất to. Cũng trong hôm nay và ngày mai, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên đến mức 3 trên báo động 1 0,4 m. Từ hôm nay đến ngày mai, trên lưu vực hệ thống sông Hồng Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ trên ở thượng lưu từ 1 đến 2 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng và Quảng Ninh. Bà con sinh sống tại khu vực các tỉnh này cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.